Đàm Tùng vận thông báo tin trọng đại cùng, bạn trai, ngày về chung nhà không còn xa. Đàm Tùng vận và bạn trai thông báo tin trọng địa khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cô là một trong những sao nữ đắt giá của CBS. Nhờ nhan sắc ăn gian tuổi thật cùng diễn xuất tốt, cô nàng có thể dễ dàng tạo chemistry với bạn diễn dù nhỏ tuổi hơn. Mới đây, thành công của em đẹp hơn ánh sao hợp tác cùng hứa khải là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay sau thành công của em đẹp hơn ánh sao, mới đây, Đàm Tùng vận nhận được tin vui lớn. Theo đó, dự án phim Cổ trang Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính, đã lấy được giấy phép phát sóng. Phim sẽ được chiếu với 40 tập trên nền tảng Youku. Trong Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng vận tiếp tục hợp tác cùng bạn diễn kém tuổi là Trịnh Nghiệp Thành. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường được hé lộ cho thấy cả hai cực kỳ đẹp đôi. Đàm Tùng Vận được khen xinh đẹp, đáng yêu trong tạo hình thời đường. Trong khi đó, Trịnh Nghiệp Thành lại điển trai, uy nghiêm khi diện đồ cổ trang. Được mệnh danh là nữ hoàng rating của CBS, các dự án phim của Đàm Tùng Vận luôn nhận được sự chú ý lớn. Chính vì vậy khán giả cho rằng thuộc cẩm nhân gia cũng sẽ có thành tích tốt khi lên sóng bên cạnh đó cũng có ý kiến bày tỏ trịnh nghiệp thành có thể nhờ màn hợp tác cùng đàm tùng vận để vươn lên liệu đàm tùng vận có thể giúp trịnh nghiệp thành phi thăng thuộc cẩm nhân ra được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả trang trang bên cạnh đàm tùng vận và trịnh nghiệp thành phim còn có sự tham gia diễn xuất của kinh siêu trương hạo duy trần tiểu vân khán giả đang vô cùng mong đợi dự án cổ trang tiếp theo của đàm tùng vận sau cẩm tâm tượng ngọc đóng cùng trung hán lương thuộc cẩm nhân gia lấy bối cảnh thời nhà đường kể về cuộc đời của vị tiểu thư của sưởng nhuộm hoán hoa nổi tiếng ở ích châu quý anh anh nàng vốn có thanh mai trúc mã là triệu tu duyên con trai trưởng của triệu gia Vốn tưởng cả hai sẽ thuận buồn xuôi gió đến với nhau nhưng triệu gia lại gây áp lực cho triệu, tu duyên phải lấy con gái của một gia đình quan lại. Điều này khiến quý anh anh không thể tin nổi và vô cùng đau buồn. Không lâu sau đó quý anh anh gặp được Dương Tĩnh Nguyên công tử thứ ba nhà họ Dương. Hắn đã yêu nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên nhưng nàng lại không ưng gì vị công tử này khiến cả hai trở thành oan gia. Nhiều lần chạm mặt nhau đầu đá nhau, quý anh anh từ lúc nào đã không còn không hài lòng với Dương Tĩnh Uyên, mối quan hệ của cả hai dần được cải thiện, thậm chí còn trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chuyện không may đến với quý gia khi gặp phải âm mưu xấu từ Bạch Vương của Nam Triều Quốc và Triệu gia, lúc này Dương gia đến cầu hôn đã cứu quý gia tạm thời qua cơn nguy nhưng lại khiến âm mưu của Bạch Vương thất bại hắn tức giận liền tấn công Ích Châu và bắt cóc quý anh anh. Dương Tĩnh Uyên vì bảo vệ quê hương cũng vì người mình yêu đã dẫn quân chiến đấu đẩy lui kẻ thù. Cuối cùng, cả hai được đoàn tụ và đến với nhau sống hạnh phúc tới bạc đầu. Dự án phim thuộc Cẩm Nhân Gia là một dự án đại nữ chủ, phiên một từ lâu đã thuộc về nữ diễn viên Đàm Tùng Vận. Nam chính đã có nhiều nguồn tin tin cậy đưa tin gần như chắc chắn sẽ do nam diễn viên Trương Bân Bân đảm nhận nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng có thể bắt đầu khai máy bỗng có nguồn tin nam diễn viên Trương Bân Bân rút khỏi dự án do đạo diễn Lý Mộc qua đạo diễn của phim Tư Đằng tác phẩm giúp Trương Bân Bân đến gần với khán giả đã rút khỏi dự án thuộc cầm nhân ra trước khi trương bân bân nắm trong tay vai nam chính của dự án phim này đinh vũ hề cũng từng gần như nắm chắc vị trí nam chính nên duyên với nữ diễn viên đàm tùng vận tuy nhiên sau đó đã nhanh chóng có sự thay đổi có thể nói khởi đầu của thục cẩm nhân gia không mấy suôn sẻ sponsor ngay sau khi trương bân bân rút khỏi dự án đã có nguồn thông tin xác nhận nam chính của thục cẩm nhân gia được giao cho trịnh nghiệp thành Tuy nhiên bên phía đoàn làm phim không chính thức lên tiếng xác nhận. Trải qua 4 tháng khởi quay, Thục Cẩm Nhân gia đã đóng máy vào ngày 13 tháng 1 năm 2024 và mới đây cũng chính thức quan tuyên khẳng định tính chính xác của nguồn tin bên trên. Thực tế, Lý Mộc Qua là đạo diễn phim, tư đằng, tác phẩm làm nên tên tuổi của Trương Bân Bân và cảnh Điềm nên trước đó có thông tin nam diễn viên quyết định tham gia vì dự án do đạo diễn lý cầm trịch tuy nhiên hiện phía đạo diễn đã rút nên anh cũng xin rút cùng lúc đó thông tin về nam chính mới được hé lộ là trịnh nghiệp thành dù hiện nhà sản xuất vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận song khán giả vẫn đặt ra nhiều nghi vấn bởi trước trương bân bân đinh vũ hề cũng dường như nắm chắc sẽ nên duyên cùng đàm tùng vận, nhưng sau đó thông tin lại thay đổi. Họ cho rằng, dự án mới của mỹ nhân họ đàm đang vướng, lận đận, khi vẫn chưa thể chốt nam chính, chủ diễn, trước, tục cầm nhân ra, đàm tùng vận đã quay xong phim truyền hình, em đẹp hơn cả ánh sao, cùng hứa khải, được truyền thể từ tiểu thuyết, giữa chốn phồn hoa gặp được người. Của tác giả Cửu Nguyệt Hy, phim xoay quanh tình yêu và hành trình trưởng thành của kỳ tinh. Đàm Tùng Vận và Hàn Đình, Hứa, Khải, theo truyền thông, em đẹp hơn cả ánh sao, dự kiến sẽ phát sóng vào quý 2, 2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của Quy Lộ, tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều, nguyên nhân là do phần vì tạo hình của nhân vật Hàn Đình và kỷ tinh của hứa Khải và Đàm Tùng vẫn chưa thật sự giống với nguyên tác, phần vì tính cách của nữ chính dù lương thiện nhưng có chút bốc đồng, nếu không được cải biên, có khả năng sẽ bị ném đá. Trong khi đó, thuộc cầm nhân gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang, Trang. Phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tính Uyên, con trai thứ ba của Dương gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển trở nên mặn nồng. Ngoài câu chuyện tình yêu, phim sẽ lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như những âm mưu toàn tính trên thương trường. Theo đó, nếu Trịnh nghiệp thành đàm tùng vận nên duyên màn ảnh, thuộc cẩm nhân ra, hứa hẹn sẽ là tác phẩm bứt phá. Vì thực tế, nam diễn viên 9X có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất cũng như sự nhiệt huyết. Sina từng đánh giá cao kỹ năng dùng kiếm, đao, dao, quạt hay đánh nhau trên dây cáp nhào lộn nhiều vòng trên không của trịnh nghiệp thành trong, trúc khanh hảo, tam thiên nha sát, trong khi đó xina nhận xét đàm tùng vận có lối diễn tự nhiên linh hoạt dù kết hợp với bạn diễn nào trong đề tài phim về học đường gia đình hay nghề nghiệp nữ diễn viên đều nhập vai tốt giúp tác phẩm thu hút khán giả sự kết hợp của đàm tùng vận và trịnh nghiệp thành khiến khán giả có niềm hy vọng đây sẽ là một tác phẩm có thể bứt phá bởi cả hai đều sở hữu ngoại hình và diễn xuất ở mức ổn định bạn cảm thấy thuộc cầm nhân gia liệu sẽ bứt phá thành công.